Thank you.
sáng đỡ từ sáng lắm. Còn vô cạo chó nữa bây giờ đó. Chứ anh nhậu tới sáng được. Anh nữ thu không được không? Ừ, sẽ giờ sáng rồi Nam. Thử vậy, thử tôi là thử thu không nổi. Thôi rồi, thử tôi rồi. Trời ơi, chẳng cứ hoài rồi không? Lấy này 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 nè. Bây giờ em chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì hết. Rồi, đâu qua đây hoài luôn đấy, người ta nói hoài luôn á trời. Thôi vợ chồng mình hết sức bình tĩnh. Hai đứa giận rồi, đứa bố giận. Không biết có gì. Không, không. Út coi. Không, không có gì hết trơn á. Sợ luôn, không có gì. Mất lên nó bày, nó dằn chó rồi. Nó vui, không, không có gì. Trời, nó bắt bài của nó luôn. Hút mẹ đi, để em. Ba, nó bằng là chó nè, ba. Không quên. Cười. Còn máu không? Chưa. Đi, em thử. Bản thân anh phải dịu nữ hay là thôi. Bản chân anh cứ bước lùi, dấu vắng lòng đeo ơm lặng cuối. Thầy với em nhiều là đúng hay là sai, để rồi em ra đi mãi không trở lại. Chỉ còn anh quan mà chẳng biết rõ ai là quan mơ. Chỉ còn anh quan tự ngỡ như nằm mơ. Những năm đêm không nhận ra giấc mơ đã tàn. Có lẽ yêu từ ngày qua nhạt phai tắt. Đau thương chỉ là bằng gợi giữ có đường về. Cứ như cuộc tình của hai chúng ta không muốn đi qua thật ngày đám đông xa lạ. Cô dâu nói vô đề không một ai biết đến. Cô dâu cũng một người quen thế nhưng nàng nói trên đường chủ nhân xa. Chỉ còn thấy ngoan mà chẳng biết sợ ai làm ta khó. Chỉ còn anh vẫn cứ ngỡ như nằm mơ. Nhắm mắt lên không nhận ra giấc mơ đã thầm. Có lẽ yêu thương ngày qua phải tắt. Rồi cũng chính là bằng giới giữ con đường về. Của hai chúng ta có bước đi qua thật nhanh đám đông xa lạ. Cô dâu nói lưu đề không một ai biết đến. Thế nhưng lại đã có trên đường xa anh chỉ có thank you.
nhận ra giấc mơ là ai. Có ai yêu thương ngày qua nhé? Dẫu cũng chỉ là bàn giấy giữa con đường về bên người cuộc tình của hai chúng ta. Cố bước đi qua thật nhanh đám đông xa lạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.